Chào các bạn, hôm nay thì Hiền sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí kíp giữ vòng tay rất là nhanh mà hiệu quả. Thì có rất nhiều bạn là chơi đàn mà không biết cách làm sao để mà cho cái tiếng đàn của mình nó êm, nó mượt và nó không bị tạp âm. Thì có rất nhiều cách để móng tay, thế nhưng mà Hiền thì sử dụng cái cách phương pháp để tròn. Thì đầu tiên chúng ta chuẩn bị một cái rũa bằng kim loại trước đi, rũa thô ấy. Các bạn hãy xác định là cái móng của mình thường là nó sẽ cao hơn cái phần thịt khoảng 2 mm hoặc là 3 mm, và cá nhân tôi thì tôi sử dụng 8 phần móng và 2 phần thịt, một chút thịt thôi để nó tạo cái sự ấm, nhưng mà cái phần móng nó cân nhiều hơn để nó tạo sự sắc nét. Cái tiếng đàn, cái yêu cầu của một tiếng đàn đối với tôi là nó phải tròn trịa và nó phải có cái độ sạch, cực kỳ sạch sẽ và không bị cái tiếng tạp âm. Thì móng tay của tôi để tròn, tôi để theo cách phương pháp tròn như thế này. Các bạn nhìn lại cái phần cạnh móng tay này thì chúng ta sẽ không để một cái phần cao lên, mà chúng ta sẽ rũa từ mép uốn lên đặt tròn. Thường là chúng ta sẽ luôn luôn rũa như này. Chúng ta sẽ rũa tròn cái móng tay này để cho cái phần móng này ở trên này nó tròn. Đấy, đừng đưa cái tay như này. Cái này chắc là không cần phải nói với các bạn nữa. Đấy, thứ hai là khi mà rũ ổn rồi thì cảm thấy là cái phần này nó bắt đầu nó tròn rồi, thì chúng ta sử dụng cái rũ này, cái rũ giấy ráp này, chúng ta sử dụng cái giấy ráp 2000 là tốt nhất. Chúng ta để thẳng cái tay này và rũ để cho cái bề mặt móng này nó dày, càng dày là tốt, chứ nếu mà như thế này thì nó sẽ bị sắc, thì tiếng đàn nó sẽ bị sắc theo. Chúng ta để thẳng như này. Nhớ là cái bề mặt móng nó phải dày và phần cạnh này là không có cạnh nhé, không có cạnh nữa. Mà sẽ vuốt thẳng lên thật tròn để khi đánh đàn nó không bị vướng vào đấy. Vì chúng ta nếu mà để móng tròn thì như này thì thường là chúng ta sẽ chơi hơi chéo ngón tay như này. Như tôi chơi là tôi sẽ cạnh bằng cạnh móng. Đó. Bước cuối cùng là cái bước này rất là hay. Thực ra chỉ cần như vừa xong thôi đã là ổn rồi đấy, nhưng mà cái cách này là cách mà để mà cho cái tiếng đàn của chúng ta nó ổn nhất, chân thực nhất. Cái cách mà cái tay của chúng ta nó sẽ biết cách, cái giấy ráp này nó sẽ biết cách nó rũa cho chúng ta cái phần mà nó không bị thừa đi. Thì chúng ta lấy một cái miếng giấy ráp nhỏ này thôi, xé nhỏ ra, chúng ta gắn nó vào dây đàn như này, một tay giữ, cái tay trái giữ và tay phải gảy trên cái dây này, trên cái dây mà để cái miếng giấy ráp, tốt nhất để ở dây số 2. Gảy như là chúng ta cứ gảy trên cái giấy ráp đấy giống như chúng ta gảy giấy đàn, mỗi ngón khoảng tầm 15-20 cái thì nó sẽ tìm đúng cái điểm mà chân thật nhất khi chúng ta gảy vào đàn. Thế thôi, bây giờ tiếng đàn tôi nó đã đầy rất là nhiều rồi. Chúng ta ngoài cái việc mà cái móng tay của chúng ta nó hiệu quả, nó không bị tiếng tạp âm, nó tròn rồi, thì chúng ta phải chú ý đến cái lực tay nữa, cố gắng thả lỏng tay và cố gắng làm sao để mà khi mà gảy thì chúng ta có cái nội lực một chút, tức là chúng ta chơi nó không bị gồng lên, mà phải tóm lại là phải dùng cả cái lực của cơ thể của mình để mà tiếp xúc vào tay đàn, chứ đừng có nghe nó rất là hời hợt. Chúng ta phải có cái cảm thấy là từng âm thanh nó phải vang trong cả cơ thể của mình, thì đấy là cái cách để mà cho cái tiếng đàn nó có nội lực. Tránh trường hợp là chúng ta nhiều cái bạn mà tôi nhìn tôi thấy nó rất là tức mắt, là trước khi chơi đàn là họ ngồi ở rũa móng tay trông rất là nghiêm trọng và tận rũa rất là lâu, tỉ mẩn từng tí. Thì thường thường là những cái bạn như thế chơi đàn rất là giòn rén và nói chung là không hiệu quả, mà cái việc đấy chúng ta coi là việc phụ và chúng ta làm nhanh lên. Tại vì là nếu mà không rũ móng tay thì tiếng đàn của các bạn nó vẫn là của các bạn và nó vẫn có thể hay được, chỉ là nó không sạch và không ổn bằng thôi. Thì tôi muốn là cái việc rũ móng tay chúng ta sẽ coi nó một cái việc mà rất đơn giản và nhanh chóng. Thì cái cách vừa rồi là cái cách mà để giúp chúng ta làm được cái điều đấy, chứ còn đàn ông con trai mà cứ cầm cái rũa để mà
mày mày đi mày lại rồi mới mãi mới chơi được bản nhạc thì tôi thấy trông nó cũng cũng hơi hơi kỳ kỳ đấy. Thì chia sẻ các bạn một chút như thế, chúc các bạn tập tốt.